các sự kiện tiêu biểu Vi Olympic. Vi Olympic chặng đường 7 năm hình thành và phát triển là hành trình của các con số, của nhiều cột mốc và của những sự kiện đáng nhớ. 1. Chính thức ra đời cuộc thi giải toán qua mạng Vi Olympic. Ngày 21 tháng 10 năm 2008, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã chính thức ký quyết định tổ chức cuộc thi giải toán qua mạng Vi Olympic. Cuộc thi đã đánh dấu sự bắt tay giữa chính phủ và doanh nghiệp để cùng thực hiện một dự án giàu tính cộng đồng hướng đến phát triển niềm đam mê toán học và công nghệ cho lớp trẻ Việt Nam. 2. Vinh dự nhận giải thưởng công nghệ thông tin toàn quốc. Ngay sau khi thành lập một năm, với những đóng góp bước đầu cho công cuộc phát triển và nhân rộng niềm đam mê toán học, Vi Olympic đã vinh dự nhận giải thưởng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2009. Đây là giải thưởng dành cho đơn vị có sản phẩm dịch vụ nội dung số mang tính văn hóa, giáo dục tốt nhất. 3. Tiếp tục được ghi nhận, Vi Olympic giành giải Sao Khuê lần đầu tiên. Năm 2009, Vi Olympic tiếp tục được ghi nhận khi lần đầu tiên giành giải thưởng Sao Khuê cho hạng mục sản phẩm và dịch vụ giáo dục. Đây là giải thưởng của ngành phần mềm Việt Nam, được xét trao tặng hàng năm cho các doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu của ngành, cũng như các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam. 4. Lần đầu tiên ra mắt sách tự luyện Vi Olympic. Với mong muốn giúp học sinh tự rèn luyện toán học trên tinh thần chơi mà học, học mà chơi, để từ đó tìm thấy sự yêu thích và say mê vượt qua chính mình khi học tập môn toán. Tháng 9 năm 2009, Vi Olympic đã cho ra mắt bộ sách tự luyện đầu tiên cùng nhà xuất bản giáo dục và công ty cổ phần sách dân tộc. Sản phẩm đầu tay này đã đáp ứng đúng nhu cầu của các học sinh. Ngay sau khi chính thức phát hành, nhiều công ty và sở giáo dục đã đặt mua hàng nghìn cuốn để phân phối cho học sinh trên địa bàn toàn quốc. 5. Vững vàng vị thế dẫn đầu, vượt mốc 20 triệu thành viên. Với độ phủ bao rộng khắp các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ba miền Bắc, Trung, Nam, Vi Olympic liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong việc phổ cập, đồng hành và cùng phát triển bộ môn toán học cho học sinh trên toàn Việt Nam. Không chỉ vậy, năm học 2012-2013, Vi Olympic vững vàng cán mốc 10 triệu thành viên ở tuổi lên năm. Cùng năm đó, cuộc thi được phổ biến tới hơn 1.000 huyện trên khắp 63 tỉnh thành toàn quốc. Mới đây, vào năm học 2014-2015, Vi Olympic tự hào đạt mốc 20 triệu thành viên, chính thức trở thành thương hiệu được tin cậy nhất về thi toán trên Internet. 6. Đào tạo công dân toàn cầu, Vi Olympic tổ chức cuộc thi toán tiếng Anh. Năm 2013 là năm đánh dấu sự kiện quan trọng của Vi Olympic khi ra mắt cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông FPT. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã tham dự lễ phát động. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi mới nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ này. Hiện nay chúng ta đang có chủ trương là tổ chức dạy học bằng tiếng Anh đối với một số môn khoa học tự nhiên và môn toán. Việc chúng ta tổ chức thi giải toán bằng tiếng Anh có phần thực hiện cái chủ trương đó. Có thể nói, với sự ra đời của cuộc thi toán tiếng Anh, Vi Olympic chính thức kết hợp toán học, công nghệ và ngôn ngữ quốc tế thành một sân chơi trí tuệ hữu ích, để từ đó khơi gợi, nuôi dưỡng và phát triển những lứa công dân toàn cầu đam mê toán học, giỏi công nghệ và có chung tiếng nói với công dân toàn thế giới. 7. Ra mắt hàng loạt ứng dụng Vi Olympic mạnh mẽ tăng độ phủ. Năm 2012, Vi Olympic đồng hành gần gũi hơn với các gia đình khi cho ra mắt thành công ứng dụng Vi Olympic Em giỏi toán trên Smart TV của Samsung. Toàn bộ nội dung cuộc thi Vi Olympic đã được gói gọn và ứng dụng tiện lợi, giúp học sinh tự luyện tập thêm ở nhà và thi toán trực tiếp ngay trên TV. Năm 2015, với sự đồng hành của Bảo Việt Nhân Thọ, Vi Olympic tiếp tục đáp ứng nhu cầu học sinh và phụ huynh trên toàn quốc khi cho ra mắt trang luyện thi Vi Olympic. Trang web này giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp cận bất cứ vòng nào trong toàn bộ 19 vòng thi để tự mình luyện tập. Đồng thời, trong năm học 2015-2016, Vi Olympic sẽ cho ra mắt ứng dụng tự luyện Vi Olympic cài đặt trên các thiết bị điện tử như máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Bằng việc sử dụng ứng dụng này, học sinh dễ dàng thao tác, chơi mà học, học mà chơi một cách chủ động trong các hoàn cảnh khác nhau. Toán học nhờ thế sẽ trở nên thật sự gần gũi. Vi Olympic đã trải qua một hành trình 7 năm bền bỉ và nhiệt tâm, tiếp nguồn tri thức cho lớp trẻ Việt khắp các tỉnh thành của Tổ quốc. Một hành trình nhiều dấu ấn đáng tự hào, với mong muốn mang lại nhiều đóng góp xã hội hơn, vì một thế hệ tương lai vững mạnh về tri thức, hiện đại trong tư duy, làm chủ công nghệ và cạnh tranh bình đẳng trên toàn cầu. Vi Olympic chặng đường tiếp tới là nhiều thách thức, nhưng cũng đầy niềm tin vào một sự trở mình lớn mạnh từ tri thức.